chợ cửa cạn đó nha. Đậu xe ngoài đó không được đi vào. Chợ mình mấy giờ mới đông hả cô? Hả? Chợ mình mấy giờ mới đông hả cô? Chợ hả? Dạ. Nó cũng nữa nha. Mua về chiều nấu canh chua lá bứa ăn. Dạ khỏi mặn cũng được cô ơi. Bỏ bọc cho con được rồi. Xin chào cả nhà, xin chào quý cô chú anh chị mình đang xem video. Chúc cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe nha. Thì Huy hôm nay mình đi lên cửa cạn cả nhà, quay chợ và khu vực ở trên cửa cạn cho cả nhà mình cùng xem nha. Đây là đường đi cửa cạn nè cả nhà, đường Dương Đông cửa cạn. Mình đang đứng ở ngã ba Vinh Bà cả nhà, Vinh Bà Ông Lan. Đó, đường đó là xuống Vinh Bà Ông Lan đó cả nhà. Rồi, giờ hai cha con mình bắt đầu cuộc hành trình đi nha. Hôm nay là ngày 12 tây tháng 8 nha cả nhà. Thì Phú Quốc mình giãn cách tới ngày 15 tây cả nhà. Qua tới bữa 16 tây tháng 8 thì Phú Quốc mình chính thức hết giãn cách đợt thứ 2 nha cả nhà. Đường trên này đang nới rộng ra cả nhà, đang làm lại. Thank you.
Thế bên dưới chân cầu cả nhà, rẽ bên tay trái là vô trong khu vực chợ Cửa Cạn đó cả nhà. Mình tiếp tục đi nha. Đi thẳng là lên Ngành Dầu cả nhà, rẽ tay trái là qua chợ Cửa Cạn, rẽ bên đường này là qua bên cầu Trắng đây cả nhà. Con hỏi đi vô chợ được không ạ? Dạ đi vô chợ. Dạ đi vô chợ Cửa Cạn. Làm gì? Dạ đi vô mua đồ tươi cá mua. Đi một người thôi. Đi một được đi hai người. Dạ. Rồi ngồi ở lại đi. Dạ. Dạ em đi chợ em quay video lại coi thôi chứ làm gì đâu. Chợ Cửa Cạn cả nhà, đậu xe ngoài đó không được đi vào. Giờ này mới có 3 giờ thôi cả nhà. Chợ Cửa Cạn thì mình nghĩ chắc cũng không có đông lắm đâu. Khá là vắng vẻ cả nhà. Chợ khu chợ chính thì nằm xích xuống dưới kia một chút nữa, gần khu vực trường học á. Các cửa hàng tạp hóa thì vẫn mở cửa giống như ở dưới Dương Đông mình thôi cả nhà. Đi bộ vào tới chợ thì cũng khá là xa. Khu này thuộc tổ 2 ấp Lê Bác đó nha, xã Cửa Cạn. Khu này thì vắng hơn ở Dương Đông mình. Chỗ cách cũng khá là xa đó cả nhà.
nhà mình ở gần gần đây, đi chợ thì đi một người, chạy xe vào cho nó khỏe. Cách chợ còn 100m nữa cả nhà. Chợ đây thì cũng bán rất là nhiều cá, cũng có đầy đủ các loại hải sản cả nhà. Chó lúc này nó đi gặp người ngoài đường nên nó sủa, nó cũng rất là mừng cả nhà. Vô tới chợ rồi. Chợ trên này thì buổi sáng có đông không mình cũng không biết nữa. Mà buổi chiều này mình thấy hiu quá cả nhà ơi, chiều hiu quá. Còn cảnh chợ cửa cạn cả nhà. Giờ chỉ có bán trái cây, rau củ quả nè. Cá thì mình chưa có thấy. Công nhận đi bộ mình ở chỗ đây cũng xa ghê cả nhà. Mình đi nãy giờ là 13 phút rồi.
khá là nóng. Vô tới khu vực này thì bắt đầu bà con mình bắt đầu bán cá nè cả nhà, bán cá nè. Cô nó bán cua. Chợ mình mấy giờ mới đông hả cô? Hả? Chợ mình mấy giờ mới đông hả cô? Chợ hả? Dạ. Nó cũng thưa tại dắt mà dịch mà đâu có đi đông đâu. Dạ. Cũng thưa giống vậy thôi. Dạ. Có bán cá ngăn chỉ không cả nhà? Có thì mua ít về chiều nấu canh lá bứa ăn. Chiều nay thì còn có cá đồng nhiều quá nha. Cá biển thì mình chưa thấy lên. Bắt trễ hơn xíu nữa có cá biển mới lên bán. Tới khúc kia chút nữa là hết chợ rồi cả nha. Nếu mà chạy xe được thì mình dẫn ra biển luôn. Còn không đi xe được, mình đi bộ nên mình đi hết chợ thôi. À mình đó có bán cá ngần chỉ gì cả nha. Xíu quay lại mình mua. Tới đây là hết chợ rồi cả nhà. Tới chút xíu nữa là trường học ở cửa cạn. Mình đi bộ nên cũng không có lội xuống tới biển được. Cả nhà mình thông cảm nha. Đây, giờ lội ngược lại qua đó mua ít cá cả nhà. Về chiều nấu canh ăn. Có ngăn bán sao vậy cô? Cá ngăn nhỏ nè. Cân cho con 35.000 đi. Mua về chiều nấu canh chua lá bứa ăn. Dạ khỏi mặn cũng được cô ơi. Bỏ bọc cho con được rồi. Chợ mình buổi sáng cũng vắng giống vậy hả cô? Có người không? Dạ. Con đi hai người phải đậu xe lại bộ vô. Đậu xe tút mình. 36 nè. Anh đường nó đi dẫn xuống đâu anh?
xuống biển không? Đường nào anh? Đường cái bên đây nè. Xuống biển xong muốn đi thẳng xuống sông rồi đi thẳng lên xuống biển, muốn đi đường nào cũng được nha. Dạ. Biển cảm ơn. Xong luôn, lội hoài luôn tới sông biển luôn. Vậy hả? Lội về Vân Đông luôn. Lội về Vân Đông hả? Lội về Vân Đông chắc em lội không nổi đâu. Mày có bị Covid mà đi một vòng rồi má mới cách ly nhà luôn đi ông nội. Làm gì có, em dân trên đảo này mà. Đường này ra sông nè cả nhà. Phải nói là đây là lần mà mình đi chợ mà phải lội bộ và xa nhất luôn cả nhà. Và cũng mệt nhất luôn á. Mua được ít cá nè. Cua đi nãy giờ cũng gần ra tới chốt rồi cả nhà. Đi đổ mồ hôi hột luôn. Thật không thể tin được. Đây là lần đi chợ mà mệt nhất. Chợ thì cũng vắng, không có bán gì nhiều. Nghĩ là buổi sáng thì cá sẽ nhiều hơn. Buổi chiều này thấy mà nó ít bán quá cả nhà ơi. Ra tới chốt rồi cả nhà. Nắng thiệt. Sao cứ cạn. Rồi, giờ mình đi về cả nhà. Đi mua có xíu cá mà đổ mồ hôi hột luôn. Đây, chốt kiểm dịch ở ngay phía đó nha. Đường Dương Đông Cầu Trắng Bãi Thơm cả nhà. Mình đang đứng trên tuyến đường một chiều đường đi Bãi Thơm. Đây là mình đứng trước cổng của công ty sản xuất khẩu trang Việt Hà Phú Quốc. Công ty này là công ty sản xuất khẩu trang duy nhất và độc
tại Phú Quốc mình luôn cả nhà. Đường vô trong ngoài trong đó chạy tới chút cả nhà. Cơ sở sản xuất khẩu trang Việt Hà ở ấp Bún Gọi cả nhà. Cơ sở thì sản xuất nằm ở phía phía trong cả nhà, cuối đường ở ấp Bún Gọi, xã Cư Dương. Đó là cơ sở sản xuất khẩu trang đầu tiên và duy nhất ở Phú Quốc mình luôn đó cả nhà. Khi nào thì mình sẽ làm video giới thiệu về để nói cho cả nhà mình cũng biết nha. Thì mình cũng xin được kết thúc video đây nha cả nhà. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe.